Em xin chào cả nhà nhé. Ngày hôm nay là ngày mùng 2 tháng 9, cả nhà ăn Tết đến đâu rồi cả nhà ơi? Em hôm nay dành riêng cho mình buổi chiều để đi đi đào cây cả nhà. Đấy, hôm nay em sẽ giới thiệu cả nhà một loại cây rất là quen thuộc với các bác ở nông thôn nhé. Đấy, cái cây này không biết các chỗ các bác gọi là cây gì, nhưng mà chỗ em gọi là cây mầm chua, tại vì ăn cái mầm non của nó là rất là chua cả nhà. Rất là chua luôn. Nhưng mà cái quả của nó thì nó chùm rất là nhỏ, li ti hết cả nhà. Nhưng mà ăn thì đen hết mồm luôn. Đây em sẽ cho cả nhà xem cái cây này nhá. Gì đây? Đây cả nhà ơi, đây chính là cây của em nó này. Cái gốc này rất là to luôn này. Đây cái gốc này rất là to luôn. Thì cái cây này rất là nhiều cả nhà. Ở rừng rẫy các thứ rất là nhiều luôn. Nhưng mà để có một cái cây gốc to như này thì cũng khá là hiếm đấy cả nhà. Thì cái gốc này em đã tìm thấy từ hôm trước rồi. Đây em có phát dọn rồi cả nhà này. Cái lá của nó đây. Thì nó đã héo hết rồi. Đấy. Hôm qua em phát dọn xong thì héo hết rồi. Hôm nay em quyết định đi đào nó về. Đây, đây là cây đầu tiên của em rồi cả nhà nhé. Không biết là về có sống không nhưng mà vẫn cứ đào cả nhà. Chơi mấy cái thú vui lặt vặt này cũng hấp dẫn đấy cả nhà. Đấy, gốc rất là to luôn này cả nhà. Chắc phải khoảng 60, gần 60 đó, khoảng gần 60. Đấy, rất là đẹp. Rồi, giờ em sẽ tiến hành đào cây này về nhé cả nhà. Ui, sau một hồi vật lộn em đã đào được em nó lên rồi cả nhà. Không ngờ là em nó nhiều dễ cọc thật sự. Đấy, nhìn rất là đẹp luôn cả nhà, rất to, đẹp thật. Nhưng mà khổ nỗi là bây giờ em không thể vác nổi cả nhà. Nặng quá. Do là đất mới mưa cả nhà ơi, đất mới mưa ướt nặng quá, không vác về được. Tình hình là phải vứt đây để mai đi xe máy xuống đây rồi trở về thôi. Ui, giờ chịu rồi, quá nặng. Rồi em đi về đã cả nhà ơi. Thành quả hôm nay nhưng thôi đành để lại. Quá sức của em rồi.